Rồi, hello, thân chào tất cả các anh em có cùng đam mê nha. Thì hôm nay Hải lại tiếp tục chia sẻ với anh em mình một cái kinh nghiệm bảo quản trứng mà trong vòng một tháng mình bảo quản, từ cái ngày bảo quản tới một tháng sau mình đem đi ấp thì Hải bao cho anh em mình đâu đó nở khoảng 80-90%. Tại vì khoảng thời gian trước, cũng 5-6 tháng trước nha, mình cũng có học hỏi những anh em chia sẻ trên mạng là bảo quản trứng để trong cái ngăn mát tủ lạnh, thì mình đem ra mình ấp nở đâu đó khoảng 50-60% gì thôi. Thì mình cũng không hiểu nguyên nhân tại sao, có thể là mình làm nó sai ở một công đoạn nào đó cho nên là ấp nở nó thấp. Nhưng mình làm thử nghiệm lại hai lần nha, và hai lần đều đạt là 80-90%, cho nên mình lấy đâu đó là cỡ 80-90% cho anh em mình nha, nhiều khi nó hơn chút xíu. Và dạo gần đây mình thử nghiệm làm hai mẻ liên tiếp nha, thì mình bảo quản gần được 30 ngày rồi, bắt đầu mình đem ra mình đưa vô máy ấp thì nó cho cái tỷ lệ nở ok lắm nha anh em, 80-90% cho anh em mình luôn, mà bảo quản trong khoảng thời gian dài vậy nha. Đó. Rồi thì mục đích tại sao mình phải bảo quản trứng, đây là cái nguyên nhân cơ bản nè. Tại vì anh em mình nuôi gà đâu đó 5-7 con gà mái gì thôi, mà mình là có sắm cái máy ấp rồi thì mình tận dụng cái máy ấp này để mình ấp trứng cho con gà nó đẻ, để mình thu hoạch trứng cho nhiều lên, mình tăng đàn cho nhanh lên, thì mình cần phải sử dụng máy ấp. Mà một khoảng thời gian nào đó gà nó đẻ thưa đi, ít trứng lại, thì anh em mình cần phải gom nhiều ngày, mà gom nhiều ngày để hoài như vậy á thì nó hư trứng nha, nên bắt buộc anh em mình phải có cách bảo quản. Mà cái trứng gà muốn bảo quản được lâu thì trước tiên anh em mình phải chọn cái trứng để bảo quản. Trước tiên là chọn trứng gì? Trứng gà sạch, trứng gà mà dính một chút phân thì cũng không được. Còn cái trứng gà mà nó dính một hai cái vết sình mà con gà mái nó dính chân á, nó đạp lên thì còn tạm chấp nhận được, mà dính ít thôi nha, còn dính phân là tuyệt đối không chọn. Rồi điều kiện kế tiếp là vỏ trứng phải dày và bóng đẹp nha. Đó, thì anh em mình mới chọn những quả trứng này để bảo quản, như vậy thì mới bảo quản được lâu đó. Rồi thì đây là cái công việc mình chuẩn bị nha anh em. Mình lấy cái giấy xúc á, mình quấn cái trứng gà lại. Thì tại sao mình sử dụng cái loại giấy này nha, tại cái loại giấy này đó, anh em mình mà để trong cái môi trường mà ẩm thấp này kia, ẩm ướt á, thì nó không có sinh nấm mốc nha, cho nên mình chọn cái loại giấy xúc này nè để quấn quanh cái vỏ trứng là tốt nhất nha anh em. Rồi thì sẵn đây mình cũng nói luôn là những yếu tố nào giúp cái trứng gà bảo quản được lâu. Một là anh em bảo quản làm sao trứng nó không bị mất nước. Cái thứ hai là trứng gà nó phải được giữ cố định, không bị rung lắc, không bị chấn động. Cái thứ ba là trứng gà không bị nhiễm khuẩn trong quá trình anh em mình bảo quản. Rồi thì mình sẽ làm như thế nào để đảm bảo được ba cái yếu tố này? Thì như Hải đang làm thì anh em cũng thấy nha. Thì mình bảo quản trứng để cho nó cố định phải để vô một cái khay trứng như thế này anh em. Mà khay trứng phải khay trứng mới nha. Còn này mình làm khay trứng là cũ rồi. Tại vì mình khay này mình đã thử nghiệm 2-3 lần nên là không còn mới nữa nha. Đó, cái này mình chỉ thị phạm mình làm sơ sơ thôi nha, chứ không phải là một hai trứng vậy thôi nha. Trứng nào cũng phải là mình quấn cái giấy xúc hết trơn mới được nha. Đó. Rồi nếu anh em mình mà có cái bọc kiến, mà có cái giềng để anh em mình mà hút chân không luôn, ở nhà có máy hút chân không thì quá tốt nha. Đó, mình túm cái miệng lại gì đó mình hút chân không. Hoặc anh em mình không có thì Hải ở đây Hải xài cái máy sấy tóc nè. Mình đưa cái đít của cái máy sấy tóc vô, rồi mình bật lên là nó hút chân không ra hết nha, hút hết không khí ra. Thì cái mục đích đó, mình hút hết cái không khí ra là để cho cái trứng gà này nó không còn cái oxy để nó trao đổi chất. Và cái quá trình phát triển phôi của nó bị ngưng để ở lại đây nha. Rồi bên cạnh đó tại sao mình dùng cái bọc kiến này là để mình bao cái trứng lại. Tại vì mình sợ cái trứng gà nó bị mất nước nha. Đó. Thì mình phải bao cái vỏ trứng lại. Và trong cái môi trường như thế này thì trước sau gì cũng có vi khuẩn nha. Mà mình sợ cái vi khuẩn nấm mốc nó phát triển, nên mình phải là dùng cái khăn giấy này nè, mình bọc nó lại như vậy nha anh em. Anh em mình đó, có để ý thì mới biết nha, nếu mà anh em mình để một cái cuộn khăn giấy ở một khu vực nào hơi ẩm chút xíu, và để trong khoảng một thời gian khá dài nha, và ở bên ngoài nó có thể nó mục, nó có thể tua ra. Nhưng càng về sâu bên trong nha, trong giữa cục khăn giấy á, thì không có cái hiện tượng là nó bị phát triển nấm mốc nha. Cho nên cái khăn giấy này nó có cái chất là kháng khuẩn, kháng nấm mốc,
cho nên anh em mình sử dụng để gói trứng là tuyệt vời đó. Rồi thì tiếp theo đây mới là công việc quan trọng nè, nhiều anh em mình rất là đau đầu nè. Nhiều anh em nó không biết để ở chỗ nào cho nó an toàn và hiệu quả nha. Thì mình thấy nhiều anh em dục vô cái ngăn mát tủ lạnh để đó nha, thì mình cũng có để rồi và mình thấy nó không hiệu quả lắm nha. Thì ấp nở tỷ lệ nó 50-60% thôi. Cũng có thể là cái do cái nguyên nhân là mình mở cửa tủ lạnh ra vô để mình lấy đồ, mình đóng lại nha. Mỗi khi đóng lại thì mình tạo một cái lực, thì cái lực này nó sẽ rung động đến trứng nha, ảnh hưởng đến quá trình nở của trứng nha. Cho nên sau này mình làm hai cái mẻ sau là mình đưa xuống nhà bếp nha. Thì ở trong cái khu nhà bếp mình đó, nó có một cái ngăn để mình chứa đồ nha. Mà cái ngăn này nó nằm sát mặt đất nha, nó nói chung là nó sát cái mặt nền rồi mình lót gạch đó, nói chung là sạch sẽ thoáng mát nha, và không có ánh nắng soi trực tiếp vào trứng được nha anh em. Cho nên mình để ở chỗ này, và sau đâu đó 20 mấy gần 30 ngày mình bảo quản trứng kiểu này nha, và mình đem ra ấp nở thì trứng nó nở ok, thì đâu đó 80-90% cho anh em mình nha. Rồi thì nội dung tới đây kết thúc nha, hãy tạm biệt anh em nha, chúc anh em mình bảo quản trứng gà và ấp nở trứng gà thành công nha, tạm biệt anh em.